xin chào tất cả các bạn. Sau lưng tôi là bãi tắm Cửa Việt, một trong những bãi tắm khá đẹp ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị các bạn ơi. Bây giờ tôi mời các bạn theo tôi đến đó xem có gì hay không các bạn nhé. Xin mời các bạn theo tôi nào. Cảm ơn các bạn. Đây là cái cổng chính của bãi tắm Cửa Việt đây các bạn ơi. Bãi tắm này thì cũng còn hoang sơ lắm các bạn ạ. Rất hoang sơ luôn nên cơ sở hạ tầng nó cũng chưa được phát triển lắm. Nhưng mà chính cái vẻ hoang sơ đó nó cũng đem lại một cái vẻ đẹp khác biệt đấy các bạn ơi. Bây giờ chúng ta xuống dưới kia xem các bạn nhé. Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 đó. Rồi bây giờ nắng lắm các bạn ạ. Hôm nay nắng khoảng 39 độ cơ. Tầm 2 giờ hơn rồi, khách bắt đầu người ta ra tắm biển rồi đó. Ở đây đặc biệt là an ninh cũng khá tốt, người dân thì rất là thân thiện, thân là các bạn có thể bỏ xe lên tên xe tôi bỏ đây các bạn này. Không ai quan tâm, nó không ai lấy đâu các bạn nhé. Các bạn thấy biển không? Nước rất là trong xanh luôn. Nước trong xanh luôn đó. Hoang sơ và trong xanh, rất đẹp. Bây giờ tầm chiều chiều rồi nên dân người ta ra tắm biển khá đông nữa nhá. Nếu các bạn mà đi biển thì nên đến những bãi biển nó hoang sơ thế này thì mình mới tận hưởng được nghỉ ngơi, không phải chen chúc nhiều các bạn ạ. Thế thôi các bạn thấy, các bạn thấy nước đứng lên, nước ở bãi tắm đây các bạn thấy không? Đấy, nước thực trong xanh luôn, tuyệt vời luôn. Đi đi lên đây. Đấy. Bây giờ là dân bây giờ người ta đổ ra tắm biển đông này. Nhưng mà đến lúc rồi mình cũng phải về đó các bạn nhé. Rồi ok.